có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Đông trùng hạ thảo 3 in One của công ty Golden House được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà cũng như những người bị suy nhược cơ thể có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV úc châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, việc các ngân hàng đóng cửa hàng loạt chi nhánh ở các thị trấn nông thôn gây nhiều bất tiện cho cư dân đang được một ủy ban của Thượng viện điều tra Ở New South Wales, cảnh sát đang phải làm việc quá tải do thiếu nhân viên nên đang lên kế hoạch đấu tranh để được trả lương cao hơn Trong khi đó, cư dân tòa tháp Moscow Towers ở Sydney từng phải di rời do bị các vết nứt từ 5 năm, năm trước thì đến nay chuẩn bị nhận được các khoản đền bù Cuối tuần qua đã diễn ra Đại hội Tăng giả thế giới lần thứ 11 tại quán âm Sơn Đạo Tràng ở Auckland, New Zealand và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024 của Việt TV Australia. Việc các ngân hàng đóng cửa chi nhánh ở nông thôn bị điều tra Về việc các ngân hàng đóng cửa hàng loạt chi nhánh ở các thị trấn nông thôn gây nhiều bất tiện cho cư dân đang được một ủy ban của Thượng viện điều tra. Hôm nay đã có một số câu chuyện trong cuộc điều tra này được tiết lộ. Chẳng hạn như Ngân hàng Nam Úc đóng cửa chi nhánh cuối cùng ở Menum, một ngôi làng du lịch nhỏ trên sông Murray, đúng thời điểm xảy ra trận lũ lụt ở Nam Úc vào tháng 12 năm 2022, khiến cư dân ở đây phải đi một quãng đường dài 70 cây số để đến ngân hàng gần nhất để có thể rút tiền mặt và quản lý tài chính của họ. Theo dữ liệu của cơ quan quản lý thận trọng Úc, Gần 800 chi nhánh ngân hàng khu vực và nông thôn đã bị đóng cửa trên toàn quốc kể từ tháng 6 năm 2017. Các ngân hàng lớn lập luận rằng ngân hàng trực tuyến đang phát triển nhanh chóng cùng với sự sụt giảm trong giao dịch tiền mặt và lượng người qua lại, đồng nghĩa với việc để nhiều chi nhánh hoạt động không còn khả thi, gây tốn kém và lãng phí. Nhưng các cộng đồng khu vực cho rằng họ là trung tâm của ngành nông nghiệp, năng lượng và khai thác mỏ có giá trị của quốc gia và các ngân hàng không nên bỏ rơi họ. Cuộc điều tra cho thấy nông dân thường dựa vào mối quan hệ với các giám đốc chi nhánh địa phương để có được các khoản vay lớn, trong khi những người già và dễ bị tổn thương cần tiền mặt và sự đảm bảo của ngân hàng vì không quen với internet. Cuộc điều tra cho thấy các thị trấn nông thôn đang ở giữa một nơi khó khăn, không có lựa chọn nào khác ngoài việc gắn bó với các ngân hàng lớn để kinh doanh nông nghiệp và cho doanh nghiệp vay và người dân trong các khu vực không phải lúc nào cũng có thể sử dụng ngân hàng số vì mạng truy cập Internet không tốt hoặc giá cả đắt hơn khi phải thanh toán bằng thẻ. Như hội đồng Kurong, một khu vực trồng ngũ cốc, sữa, đánh cá và năng lượng tái tạo lớn ở phía đông nam Adelaide đã không còn chi nhánh ngân hàng nào khi chi nhánh cuối cùng bị banh SA đóng cửa vào năm ngoái. Cuộc điều tra dự kiến sẽ báo cáo lại quốc hội vào tháng năm tới. Cảnh sát New South Wales bị thiếu nhân viên trầm trọng ở New South Wales, lực lượng cảnh sát đang thiếu khoảng 1.500 nhân viên, tức họ đang phải làm việc quá tải, và Hiệp hội Cảnh sát New South Wales đang lên kế hoạch đấu tranh để được trả lương cao hơn sau khi hợp đồng làm việc hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Do thiếu nhân viên, người ta đã thấy bên ngoài đồn cảnh sát Weatherill Park ở phía tây Sydney thường xuyên trưng tấm biển tạm thời đóng cửa từ tháng 11 năm ngoái. Cùng thời điểm đó, một tấm biển tương tự được đặt bên ngoài sở cảnh sát Paddington cho biết đồn này đã đóng cửa hướng dẫn mọi người đến sở cảnh sát King's Cross, cách đó khoảng 2.8 cây số. Sau nhiều chỉ trích và lo ngại của cư dân, cảnh sát New South Wales đã đưa ra một tuyên bố cho biết các đồn cảnh sát sẽ vẫn hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Và trong phiên họp quốc hội 3 ngày hôm qua, Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales Yasmin Catley đã trở thành tâm điểm chỉ trích của phe đối lập về việc có đồn cảnh sát lại không có người trực như vậy. Đặc biệt khi bà cho biết chính phủ không có nghĩa vụ buộc các đồn cảnh sát phải có người trực 24 giờ một ngày bởi bây giờ cư dân có thể sử dụng điện thoại di động để liên lạc. Trong khi mọi xe cảnh sát đang tuần tra cũng là đồn cảnh sát. Tuy nhiên, trả lời của bà đã bị phát ngôn viên cảnh sát phe đối lập POTO chỉ trích là không thực tế bởi như ở đồn Weather Park đã có những lời phàn nàn rằng họ đã gọi đến đồn và thường xuyên phải chờ 15 phút mới được trả lời hoặc bị cúp máy ông cho biết vấn đề các đồn cảnh sát không có người giám sát thậm chí còn là một vấn đề lớn hơn trong các cộng đồng khu vực nông thôn nơi cảnh sát cảm thấy kiệt sức và kêu gọi bộ trưởng ủng hộ việc tăng lương cho lực lượng lao động thiết yếu này trong bối cảnh hoạt động tội phạm hiện đang lan tràn ở các khu vực và đang leo thang lên một cấp độ hoàn toàn mới được biết chính phủ new south wales đang đàm phán với hiệp hội cảnh sát để tăng lương và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cư dân tòa nhà Moscow Towers bị nứt hỏng ở Sydney sớm được đền bù. Những chủ sở hữu đã mua căn hộ trong tòa tháp Moscow Towers ở Sydney nhưng bị các vết nứt từ 5 năm trước không thể ở được thì đến nay có thể sẽ nhận được khoản thanh toán hàng triệu đô la từ chính phủ New South Wales. Cư dân của tòa nhà ở phía nam Sydney này đã bị mất hàng triệu đô la sau khi xuất hiện các vết nứt ở tầng hầm của tòa nhà vào năm 2019, khiến họ phải di rời và đến nay tòa nhà 10 tầng vẫn bị bỏ trống trong khi giá trị các căn hộ bị giảm rất nhiều. Các cuộc đàm phán giữa 141 chủ sở hữu khu dân cư và thương mại, một số ngân hàng và một nhóm người mua bên thứ ba kéo dài suốt từ đó và thỏa thuận cuối cùng vừa mới đạt được sẽ cho phép bán các căn hộ này. Ban đầu phía chính phủ không hỗ trợ cho những chủ sở hữu đã trả hết khoản thế chấp của họ, nhưng thỏa thuận cuối cùng thì chính phủ tiểu bang chấp nhận hỗ trợ bổ sung 75% cho chủ nhà và nhà đầu tư không còn thế chấp. Trước đó, giám đốc điều hành nhà ở New South Wales John Engel, người đóng vai trò trung gian giữa chủ sở hữu và chính phủ cho biết, hầu hết chủ sở hữu chỉ muốn đóng cửa dù rất thất vọng. Trong đề xuất cuối cùng, chính phủ New South Wales cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ về mặt nguyên tắc từ các ngân hàng để giảm giá khoản thế chấp của chủ sở hữu lên tới 40%. Nếu chủ sở hữu, người sử dụng vẫn còn nợ ngân hàng sau khi căn hộ của họ được bán và khoản thế chấp của họ được chiết khấu, chính phủ sẽ thanh toán phần còn lại của khoản vay. Đối với các nhà đầu tư và người sở hữu nhà ở không thế chấp, chính phủ đang đưa ra các khoản thanh toán hỗ trợ phù hợp với khả năng tài chính lên tới 120.000 đô la bên cạnh việc bán căn hộ của họ. Những người chủ sở hữu nhà trên 65 tuổi không có thế chấp sẽ nhận được khoản hỗ trợ của chính phủ lên tới 360.000 đô la theo tiêu chuẩn thu nhập bên cạnh việc bán nhà. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của chính phủ phụ thuộc vào việc bán lô đất cho một tập đoàn bên thứ ba dự kiến sẽ mua các căn hộ với tổng trị giá khoảng 30 triệu đô la. Nếu mọi chủ sở hữu đều bán, mức giá trung bình là 212.700 đô la mỗi lô. Một chủ sở hữu có nguy cơ bị lỗ tới 2 triệu đô la, nhưng cho biết họ rất vui vì những tranh cãi kéo dài cuối cùng đã kết thúc. Một nhà hàng ở Nam Úc bị ném bom xăng gây hỏa hoạn. Một nhà hàng của một gia đình gốc Hy Lạp ở Bắc Adelaide đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công được cho là bằng bom xăng, gây cháy khiến nhà hàng này phải trả hóa đơn sửa chữa trị giá 100.000 đô la. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng sau 3 giờ sáng hôm thứ ba tuần trước. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng kính vỡ và nhìn thấy hai nhân vật đội mũ trùng đầu chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe và lái xe về phía đông thành phố. Nhà hàng này mới mở cách đây 5 tháng nhưng đã nhanh chóng được cộng đồng địa phương biết đến. Bây giờ nó đã bị bỏ lại với một hóa đơn khổng lồ trị giá 100.000 đô la để sửa chữa. Nhà hàng có thể còn phải đối mặt với thiệt hại nặng nề hơn nếu không có bếp trưởng, người lúc đó đang ở trên lầu và báo động sớm. Hiện nay, chủ cửa hàng vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công là gì, song họ muốn bắt đầu sửa chữa ngay với hy vọng sẽ mở lại quán ăn càng sớm càng tốt. Vụ việc cũng được xem như lời nhắc nhở các doanh nghiệp lân cận xem xét lại các biện pháp an ninh của riêng họ. Ngoài vụ việc này, cảnh sát Nam Úc đang điều tra vụ việc một người đàn ông và một phụ nữ bị người lạ bắn vào tuần trước ở khu vực nội thành phía nam Adelaide. Cảnh sát cho biết cặp vợ chồng cả hai đều được cho là nhân viên khuyết tật, vừa đến nơi làm việc và đang ở bãi đậu xe ngầm thì một kẻ lạ mặt ngồi trên chiếc xe ô tô hiệu Honda màu tối, chĩa súng bắn vào rồi phóng xe đi. May mắn họ không bị thương, chỉ chiếc ô tô của họ bị các vết đạn bắn. Một giờ sau, cảnh sát được báo cáo chiếc xe Honda đó đã bị đốt cháy. Cảnh sát cho biết điều đáng lo ngại là vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 30 phút sáng, tức là vào giờ cao điểm, có một trường học gần đó và có các cơ sở kinh doanh khác mở cửa bán hàng, nên có thể có nhiều người như khách hàng, người đi bộ, tập thể dục bị trúng đạn. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng được cho là một cuộc tấn công có chủ đích, đang truy lùng tay súng cũng như việc tìm kiếm vũ khí. Cuối cùng là những thông tin và hình ảnh về đại hội tăng già thế giới lần thứ 11 vừa diễn ra tại quán Âm Sơn Đạo Tràng ở Auckland, New Zealand vào cuối tuần qua. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.